phần thứ nhất thì chúng ta nghiên cứu về tâm lý học. Phần này chúng ta nghiên cứu hai nội dung là khái niệm chức năng và đặc điểm của tâm lý học. Và thứ hai là quá trình hình thành phát triển của tâm lý học. Phần thứ nhất chúng ta nghiên cứu các cái khái niệm chức năng và đặc điểm của tâm lý học. Thế thì tâm lý học là gì và có vai trò như thế nào đối với cái hoạt động hàng ngày cũng như là hoạt động của sản xuất kinh doanh? Thì tâm lý học được hiểu là một cái môn khoa học nghiên cứu tâm lý con người, nghiên cứu cái chung trong tâm tư con người và những quan hệ tâm lý con người với nhau. Tâm lý học nghiên cứu và giải thích những hiện tượng tâm lý khác nhau và giải thích cơ bản ở ba vấn đề cơ như sau. Thứ nhất là cái quá trình tâm lý, nó bao gồm như là cảm giác con người như thế nào, rồi là tri giác con người, rồi tư duy con người suy nghĩ gì và những cái trí tưởng tượng con người. Thứ hai là các cái trạng thái tâm lý, ví dụ như là cái tình cảm, cái sự xúc động, rồi là những cái yêu ghét của con người trong từng cái tình huống nhất định. Tại sao nó giải thích được cái vấn đề là tại sao con người ta lại có thể yêu, có thể ghét, có thể là quan tâm đến nhau, có thể làm việc tốt hơn. Thứ ba là chúng ta nghiên cứu các thuộc lý tâm lý cá nhân, như là những cái khả năng, những năng khiếu, những tài năng, những sở thích, những năng lực, rồi những tính chất và khi tính cách của từng cá nhân. Và từ đấy chúng ta xem xét cái mối quan hệ giữa cái yếu tố này, để từ đấy là chúng ta xem những cái xu hướng vận động và giúp ích cho cái hoạt động quản trị kinh doanh. Thứ hai là chức năng của hiện tượng tâm lý. Thì hiện tượng tâm lý chúng ta làm hiện tượng phổ biến trong đời sống cũng như là trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thì nó có ba cái chức năng cơ bản. Thứ nhất là cái chức năng nhận thức. Chức năng nhận thức hay còn gọi là chức năng nhận biết. Thông qua tâm lý thì con người ta có thể nhận biết được thế giới, tìm hiểu được những cái vấn đề xảy ra xung quanh mình, để từ đó thì chúng ta có thể là có những cách hành xử, có những cách mà ứng xử trong cuộc sống. Đặc biệt là trong hoạt động quản trị kinh doanh thì tâm lý học quản trị kinh doanh sẽ giúp chúng ta là nhận biết được những vấn đề giữa là lãnh đạo với là các nhân viên, để từ đấy chúng ta có thể gì ạ, là tạo ra những cái mối quan hệ giữa các bên. Thứ hai là cái chức năng động lực thúc đẩy cái hành động. Thì thông qua cái tâm lý thì chúng ta có thể xem xét được rằng là từ cái tâm lý đó, những cái ví dụ như cái niềm đam mê, những cái sự ham thích, thì nó sẽ thúc đẩy chúng ta những cái động lực có thể học tập tốt hơn, có thể làm việc tốt hơn, vân vân. Thứ ba là chức năng kiểm soát. Thì thông qua tâm lý chúng ta có thể kiểm soát được là cái hành vi, những cái thái độ ứng xử, những cách thức hành xử ứng xử trong từng cái tình huống nhất định trong cuộc sống. Cái thứ ba là đặc điểm của hiện tượng tâm lý. Thì hiện tượng tâm lý chúng ta có bốn cái đặc điểm cơ bản. Thứ nhất là vô cùng phong phú, phức tạp, bí ẩn và có cái tính tiềm tàng. Tâm lý thì ở trong mỗi con người và mỗi cá thể khác nhau, cho nên nó có thể là xuất hiện bất cứ lúc nào và xuất hiện với ở trong từng tình huống khác nhau với mỗi con người, tức là cái sự hành xử của mỗi con người, suy nghĩ, tư duy mỗi con người có thể khác nhau. Thứ hai là hiện tượng tâm lý có mối quan hệ với nhau rất chặt chẽ. Ví dụ như là ăn thì sẽ no, no rồi thì chúng ta có thể gì ạ, là chán không muốn ăn nữa. Và đến khi no rồi một thời gian thì chúng ta lại gì ạ, lại thấy rằng là cần phải ăn đó. Thứ ba, hiện tâm lý là một hiện tượng tinh thần. Tâm lý ở trong bộ óc của một con người, và óc là phần vật chất, còn cái tâm lý là chức năng của bộ não, của bộ óc. Và như vậy thì tâm lý là hiện tượng tinh thần, nó thể hiện ra từng cái trạng thái thần kinh cụ thể con người. Thứ ba, hiện tượng tâm lý có sức mạnh vô cùng to lớn. Nó vừa mang tính chất là động lực thúc đẩy, nó vừa mang tính chất là có thể hạn chế hành vi của con người. Khi tôi ví dụ này, là khi mà con người ta yêu chẳng hạn, thì tự nhiên người ta thúc đẩy được, có một cái động lực thúc đẩy của người ta làm việc tốt hơn, có những cái hành vi cao cả hơn. Nhưng mà khi con người ta ghét chẳng hạn thì có thể người ta không ham muốn làm việc nữa, và từ đấy cái năng suất lao động người ta có thể giảm đi.